Nhắc đến Hà Nội, chúng ta lại nhớ đến Bác Hồ. Tuy rằng Ba Đình không phải là biểu tượng của thủ đô, nhưng đối với tất cả những ai đã đến và chưa đến thủ đô Hà Nội, đều ao ước một lần được đặt chân đến Ba Đình, nơi Bác Hồ đã đọc tuyên ngôn độc lập và cũng là nơi Bác đã yên nghỉ ngàn thu. Đứng giữa một vùng không gian đầy nắng gió, ngắm nhìn những hàng tre lả ngọn trên lối vào lăng, lòng ai lại không bồi hồi xúc động. Tiếp tục chương trình, chúng tôi kính mời quý vị đến với một sáng tác mới của tác giả Lê Hoài Thanh. Anh đã viết từ những dần thơ rất xúc động trong bài thơ Chúng cháu canh giấc Bác ngủ, Bác Hồ ơi của nhà thơ Hải Như. Và chúng tôi tin rằng bài ca này cũng sẽ để lại trong lòng quý vị những cảm xúc sâu lắng như vậy. Chúng ta sẽ cùng nghe bài ca qua giọng ca nữ nghệ sĩ Tâm Tâm. Dường Bác nằm chiếu sáng.
là đã từ lâu trăng vắng mùi bàn tri âm tri kỳ. Người tần bên trăng như bên người đồng chí, khắp nẻo bốn ba tìm chân lý. Ánh sáng Hồ Chí Minh mãi mãi soi.